Chào các em, tiếp sau đây là bài 36 nói về quần thể. Quần thể là gì? Và các cá thể trong quần thể có mối quan hệ như thế nào? Trong phần tiến hóa, thầy đã dạy khái niệm về quần thể. Quần thể là tập hợp các cá thể phải cùng loại. Cùng sống chung trong một khu vực, mà khu vực đó phải chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện sinh thái. Chúng có mối quan hệ với nhau, quan hệ về mặt sinh sản, quan hệ về mặt cùng kiếm ăn, quan hệ cùng chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường. Trong đó quan trọng nhất là phải có khả năng sinh sản. Về khái niệm về quần thể, ở đây ta xét trong khía cạnh của phần sinh thái, tức là chúng sống chung trong một khu vực thì chúng phải chịu tác động bởi các điều kiện sinh thái, bao gồm các nhân tố vô sinh và các nhân tố hữu sinh. Về mối quan hệ của nó, cùng sống chung mà lại một cùng loài thì có những quan hệ sau đây. Các cá thể cùng loài bao gồm mối quan hệ đầu tiên là quan hệ hỗ trợ. Quan hệ hỗ trợ ví dụ như thế này: nếu một con bồ nông mà đi kiếm ăn thì khả năng kiếm mồi kém, cho nên khi chúng đi kiếm mồi theo bầy thì khả năng kiếm được mồi sẽ tăng lên. Như vậy mối quan hệ đây là mối quan hệ hỗ trợ về mặt dinh dưỡng, cùng nhau bắt mồi. Một ví dụ thứ hai, đó là ví dụ một bầy chó sói cùng bắt một con trâu rừng thì đó cũng là mối quan hệ hỗ trợ cùng nhau bắt mồi. À, thực vật thì có mối quan hệ hỗ trợ sau đây: hai cây thông mà liền rễ thì chất dinh dưỡng của cây thông này liền với mạch dẫn của cây thông kế bên, cho nên nếu một cây thông bị ngã đổ thì chắc chắn chất dinh dưỡng của cây thông còn lại sẽ nuôi dưỡng cây thông bị ngã đổ đó, cho nên chúng cùng nhau nảy mầm bảo đảm sự tồn tại. Quan hệ hỗ trợ thứ hai đó là quan hệ về mặt sinh sản. Quan hệ về mặt sinh sản thì số lượng cá thể càng nhiều thì điều kiện gặp gỡ giữa cá thể đực và cá thể cái tăng lên. Đối với thực vật, số lượng cây nhiều trong một khu vực thì khả năng tự thụ phấn và giao phấn tăng lên. Như vậy, mối quan hệ hỗ trợ đây chủ yếu là mối quan hệ cùng nhau bắt mồi, điều kiện sinh sản sẽ tốt hơn. Ngoài ra, trong mối quan hệ hỗ trợ còn có khả năng tác dụng rất lớn là chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. Ví dụ một cây khả năng chống bão kém, nếu mà trong một rừng cây thì khả năng chống bão tốt hơn. Hoặc trong một đàn gà thì vào trời lạnh những con gà con có xu hướng quần tụ lại với nhau, khả năng chống lạnh sẽ tốt hơn so với một cá thể. Vậy quan hệ hỗ trợ có vai trò rất lớn bảo đảm sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển của các cá thể trong một quần thể. Tuy nhiên
khi lượng thức ăn kém, nơi ở thiếu thì sẽ dẫn đến khả năng thứ hai, đó là quan hệ cạnh tranh. Quan hệ cạnh tranh sẽ đến dẫn đến gì? Quan hệ cạnh tranh sẽ dẫn đến một số cá thể phải di cư. Một số cá thể không có khả năng chịu đựng tốt thì bị tử vong. Tuy nhiên, quan hệ cạnh tranh không phải là một điều tiêu cực. Quan hệ cạnh tranh lại bảo đảm cho số lượng cá thể. Và mật độ cá thể duy trì phù hợp với nguồn sống của môi trường. Như vậy là gì? Trong mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể có hai mối quan hệ lớn nhất, đó là quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Sau đây thầy sẽ cho một vài ví dụ về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Sau đây, thầy cho 3 ví dụ để vận dụng bài 36 quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Ví dụ 1 như sau. Hiện tượng liền rễ lẫn nhau ở hai cây thông mọc gần nhau, đó là mối quan hệ gì? A. Hỗ trợ. B. Ức chế cảm nhiễm. C. Hội sinh. D. Cạnh tranh. Thì hiện tượng liền rễ ở hai cây thông mọc gần nhau có tác dụng rất lớn là dinh dưỡng của cây này được hỗ trợ cho những cây kế bên khi và chỉ khi điều kiện bất lợi. Như vậy trong tình huống này, đáp án A là đáp án phù hợp. Còn tình huống trả lời B, ức chế và cảm nhiễm là mối quan hệ khác loài. Hội sinh cũng là mối quan hệ khác loài. Còn cạnh tranh này có thể cùng loài hoặc khác loài. Mà ở đây hiện tượng liền rễ đó chính là hiện tượng hỗ trợ. Và đáp án A là đáp án đúng nhất. Ví dụ 2 như sau. Thực vật sống thành nhóm thì có lợi gì trong việc duy trì loài giống? Duy trì loài giống là một quá trình sinh sản. Mà đối với thực vật, đó chính là quá trình thụ phấn. Mà thụ phấn thì gồm có tự thụ phấn hoặc ra phấn. Như vậy trong tình huống này, hiện tượng duy trì loài giống và thực vật là hiện tượng thụ phấn. Còn giữ độ ẩm hoặc giảm nhiệt độ của không khí hoặc là giảm sức gió là hỗ trợ nhau để mà tồn tại đối với các nhân tố sinh thái, chứ không phải là duy trì loài giống. Ví dụ 3, nội dung như sau. Điều gì không thể thiếu trong mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể? Không thể hiện. Thầy nhắc lại câu hỏi. Điều gì không thể hiện mối quan hệ hỗ trợ? A. Khi thiếu thức ăn thì động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau. B. Sống theo nhóm thì chịu đựng được gió bão. C. Bầu nông xếp thành hàng thì bắt được nhiều cá hơn. D. Chó rừng hỗ trợ lẫn nhau để kiếm được thức ăn dễ dàng hơn. Ở đây câu hỏi đang hỏi là không thể hiện. Không thể hiện mối quan hệ hỗ trợ thì chắc chắn thể hiện mối quan hệ cạnh tranh. Mà mối quan hệ cạnh tranh thì khi thiếu thức ăn thì một số động vật cùng loài là ăn thịt lẫn nhau, và dẫn đến khả năng một số bị tử vong và số khác phải ra đi, hay còn gọi là hiện tượng di cư. Như vậy trong tình huống này, ví dụ 3 là đáp án A. Là đáp
Đúng nhá. Như vậy thầy vừa rồi trình bày xong bài 36. Tạm biệt các em. Chúc các em thành công.